Ở máy nông nghiệp Phúc Diễn xin chào bà con và các bác nhé. Hôm nay thì em có chiếc máy BMT88 đây. Hôm nay em sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bác về cái cách lắp máy khi mà các bác mua hàng nhận được ship về nhà nhé. Thì như các bác đã biết thì mẫu này bên em thì đã quảng cáo và gửi đi cho bác rất là nhiều rồi. Nhưng mà đến hôm nay thì em mới chi tiết để cho các bác lắp ráp tại nhà được. Mặc dù là hầu như các bác đều lắp được một cái máy như thế này hết. Hầu như là các bác nhận hàng các bác đều lắp được đấy, những cái máy vừa qua em gửi đi các bác đều lắp được, nhưng mà hôm nay thì em sẽ chi tiết hơn cho các bác một chút. Đầu tiên là về thân máy các bác nhé. Như ở đây khách hàng mà mua máy của bên em ấy, thì bên em sẽ lắp trước cái khung như thế này, là gồm sắt gạo này, nghiền bột này, và lắp cả hệ thống motor dưới đây nữa, gọi là đồ điện là em sẽ lắp hết đây. Ví dụ như motor đây các bác, bên em sẽ lắp điện bu li và đấu vào motor này, điện đóm các thứ này, dây gu loa này, và thân của máy, thân sắt gạo và thân nghiền bột này em sẽ lắp hết đầy đủ và sẽ gửi đi cho các bác là một bộ như thế này, gồm motor và lắp lên như thế này, và những cái phụ kiện đi kèm thì em sẽ gửi kèm theo về nhà. Cái thao tác để cho các bác lắp máy thì rất là đơn giản thôi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác luôn, để các bác mà có không biết thì các bác sẽ chủ động làm rất là đơn giản. Đầu tiên thì đây là phần nghiền cám, nghiền bột các bác nhé. Thì cái phần này cũng khá là dễ, cho nên là em hướng dẫn cho bác để xong cái phần này luôn. Vì thao tác hướng dẫn cho nên em sẽ lắp sơ sơ các bác nhé. Vì các bác vặn chặt những con ốc vít cho em mà được. Đấy, đầu tiên là cái phễu này. Thứ hai nữa là cái phễu dưới đây, các bác sẽ lắp phễu dưới cho em luôn. Các bác sẽ lắp phễu dưới cho em luôn nha. Đấy, chỉ cần như thế thôi là chúng ta đã định hình được cái phễu trên và phễu dưới của cái máy nghiền bột nhá. Các bác lắp hết đủ cho em 3 ốc trên và 4 ốc dưới là được, là nó sẽ rất là chắc. Đây, lắp thêm một con nữa cho chắc. Đó, đây là phần cơ bản nhất. Tiếp đến thì em sẽ hướng dẫn cho các bác mà lắp cái phần toa rung lọc sạn phía trước. Để lắp được cái toa rung lọc sạn phía trước này, sạn gạo ấy, thì các bác cần tháo cho em hai cái ốc này ra nhé, hai cái ốc này ra để mình bắt cái toa rung lọc sạn vào. Thì cái ốc nó sẽ có cái ốc ở đây và một cái ốc ở cái thanh này nữa. Bây giờ là em sẽ tháo ra trước này. Đây là một cái toa rung 3 cấp các bác nha. Đấy, em lắp các bác để ý cho em này. Ở đây nó có cái phần G này, là để các bác bỏ cái bằng bi này, nó lọt vào bên trong cái G nhá. Đấy, bằng bi đây này, nó lọt vào trong cái G này. Đấy, đây, em sẽ tiến hành làm cho các bác xem. Đấy, vào rồi các bác nhá. Đấy. Thì cái phần này các bác có thể đặt phía bên trên cái tấm này hoặc là bên dưới đều được. Nhưng mà để mà nó có mang cái tính thẩm mỹ cao thì các bác nên đặt bên trên. Còn hiện tại em lắp thì ở đây thôi. Nếu mà khó lắp quá các bác có thể tháo cái này ra để lắp nhá. Đấy, em sẽ lắp tạm một cái này trước. Bác nào cần thẩm mỹ thì mình chỉnh đốn lại một chút cho nó. Đấy. Là em đang còn hướng dẫn các bác lắp vào vị trí thôi nhá. Và thêm một ốc nữa các bác này. Ở đây nó có một ốc này. Các bác bắt cho em thêm một con ốc vào đây để cho nó giữ cái phần lọc này rất là chắc nhá. Đấy.
Đấy, các bác chỉ cần đánh chắc cho em là hai cái bốn con ốc bốn bên như thế này là cái phần rung lọc sạn nó sẽ rất là chắc nha. Đấy. Đây là cái phần rung lọc sạn đấy. Em gá cửa mình và ở đây nó có một ốc nữa này. Các bác sẽ cho một con đinh vào đây nữa. Đấy, con đinh ở đây. Đúng không ạ? Đó, một con đinh ở hai bên luôn, hai bên hai cái. Thì cái lọc sạn nó sẽ giữ được như thế này, rất là chắc. Đó. Đây là vị trí của lọc sạn. Em đang gá tạm rồi các bác nhé. Và tiếp theo cái phần quan trọng nhất là cái toa rung phía trên. Thì để hướng dẫn chi tiết thì em sẽ quay ngược lại cái máy để hướng dẫn cho bác. Đầu tiên thì các bác sẽ xác định cho em là ở đây là phần rung. Thì các bác sẽ bỏ đúng chiều nha. Các bác chỉ cần đặt lên cho em phía trên như thế này là được. Ở trong đây các bác có hai con ốc bác này, ở trong đây có hai con đinh này, thì các bác cứ vặn cho em hai con đinh này trước, vặn để mà giữ cái vị trí toa trước. Và lưu ý thì về nhà các bác lắp thì lắp đến đâu các bác nên vặn chặt đến đó nhá, nhất là hai con đinh này. Hai con đinh này nó giữ cái toa rung lọc sạn này nó rất là quan trọng, nên là chúng ta phải để ý vặn chặt nhé để nó có lực nó giữ lại. Nha. Đấy, rồi một cái thao tác cuối cùng nữa là các bác để ý cho em ở phía rung lọc sạn đây. Ví dụ như các bác có ba đặc điểm này, các bác để ý cho em. Ví dụ như cái phần này em phải làm lỏng một tí. Đây, đây là cái phần khá là quan trọng nhé. Đây. Các bác sẽ có hai con đinh các bác này. Các bác sẽ bắt cho em hai con đinh vô trong cái miệng này. Đấy. Rồi, các bác để ý ở đây có hai con ốc nhá. Các bác sẽ bắt vào hai con ốc của cái này. Hai con ốc của thanh này. Là một. Được. Tiếp theo là hai cái tai này, các bác sẽ gắn vào hai cái tai của cái này. Là hai nhá. Đó. Đây, đây là cái vị trí em đã lắp sẵn này. Và tiếp đến là đây cho các bác xem này. Hai con ốc này đều đã lắp rồi này. Đấy. Các bác thấy chưa? Hai con ốc này. Và hai cái tai giữ là lắp vào cái khung này luôn. Đấy, khung này nhá. Làm lắp vào đây. Đấy. Và cái phần đựng này thì sẽ bắt vào hai con ốc hai bên đây. Đấy, nó có lỗ đinh bắt luôn, các bác xem này. Có lỗ đinh đây. Đấy. Chúng ta sẽ bắt vào hai cái lỗ đinh hai bên để vào cái nơi này là nơi đựng đựng đinh rơm đá các bác nhá. Và cái cuối cùng là cái phần phễu như thế này. Các bác lắp lên cho em như hình đây nhá. Bốn con ốc luôn. Lắp lên như hình. Và cái phễu này là được. Đấy. Thì cái thao tác lắp chỉ có một vài con đinh ốc cơ bản như vậy thôi. Vì cơ bản máy là em đã lắp hết toàn bộ cho các bác nhá. Motor điện và phần khung sườn đã lắp toàn bộ. Đấy, thì các bác yên tâm nhận hàng. Điện đóm thì em đã đấu và lắp sẵn cho các bác hết. Các bác chỉ cần thao tác cho em những cái hướng dẫn em vừa giới thiệu nhé. Thì mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp qua bên em, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến, địa chỉ là cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An, số điện thoại là 0988182789 các bác nhé. Hoặc các bác có thể truy cập website www.phucminhtien.com. Vâng, em xin cảm ơn các bác.